Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chương trình Aerob làm testnet để có thể chia sẻ lên tới 30.000 cái đồng token OG và 10.000 uh, token Matic cái tổng phần thưởng cho chương trình Aerob Bug Bounty uh, The bot của cái dự án incentivize testnet program on polygon này các bạn này ok chúng ta sẽ làm testnet của cái dự án này ở trên mạng polygon matic nha các bạn như vậy là các bạn sẽ phải sử dụng ví metamask cài đặt mạng matic cho mình nhá Đấy, Matic Mainnet nhá Nếu như bạn nào mà chưa biết cài đặt cái mạng Matic Mainnet ở trên ví Metamask Thì các bạn xem lại những cái video trước của mình Mình sẽ đặt ở phần mô tả video cho các bạn xem nhé Ok, ở đây thì mình sẽ nói qua cho các bạn về chương trình testnet này nhá phần tưởng sẽ lên tới 30.000 USD cái đồng AUGE và cộng thêm 10.000 uh, USD uh, giá trị của đồng Matic nha các bạn. Và chương trình bắt đầu từ ngày mùng 16 tháng 8 và sẽ kết thúc vào uh, ngày uh, mùng 3 tháng 9 năm 2021 nha. Ok. Uh, đầu tiên để các bạn có thể tham gia vào chương trình uh, testnet của cái dự án này thì các bạn sẽ phải điền vào cái form này cho mình nhá. Đây là cái form của nó này. Nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập uh, first name email này. Sau đấy các bạn điền uh, username Telegram. Đấy. Uh, và điền uh, cái uh, Twitter. Twitter username của các bạn. Các bạn copy Twitter username của các bạn và điền vào cho mình nhé. Sau đấy thì các bạn sẽ nó sẽ yêu cầu cái tài khoản tweet của chúng ta phải à, hoạt động ở trên 3 tháng rồi nhé Ok thì đây thì mình đã rất là nhiều tháng rồi. Và các bạn sẽ phải what is a the... Chúng ta sẽ sử dụng ví à, Testnet Wulits -E Matic để các bạn có thể à, tham gia nhé Ví thì các bạn sử dụng ví chính thức của chúng ta như thế này, cái ví ở trên mạng Metamask ấy, thì nó cũng chính là cái ví Testnet của các bạn luôn. Thì các bạn paste vào sau đấy các bạn nhấn vào Option Đồng ý với các điều khoản của nó Sau đấy các bạn nhấn vào tôi không phải là người máy Và các bạn nhấn Submit Ok, như vậy là xong một bước Để các bạn có thể uh, điền thông tin Cũng như là uh, tất cả rồi nhé Tiếp theo này, các bạn sẽ phải uh, Truy cập vào trang poly Gạch tennet org này Đây, chính là cái trang của nó Sau đấy các bạn connect với cái uh, Ví Metamask của chúng ta Đấy, các bạn sẽ nhấn vào tiếp theo này Các bạn kết nối OK, ở đây thì chúng ta sẽ phải làm một cái phần đó là phần cài đặt cái mạng Testnet của nó. OK, để có thể cài đặt cái mạng Testnet thì các bạn kéo xuống ở đây cho mình để các bạn sẽ nhấn vào phần Petgy Token này, các bạn ấn vào. Đấy, thì à, hệ thống nó sẽ cài đặt cho các bạn cái mạng Matic Testnet nhá, nó sẽ tự động cài đặt những cái thông số cần thiết để các bạn à, cài đặt cái mạng này ở trên ứng dụng ví MetaMask của chúng ta. OK, các bạn nhấn phê duyệt. Đấy và các bạn cài đặt mạng vào. Đấy, sau khi mà các bạn cài đặt mạng testnet thì à, ok, thông số đã được xuất hiện rồi và chúng ta sẽ không gặp lỗi nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành à, làm testnet để có thể nhận thưởng nhé. Sau khi các bạn đã cài đặt xong cái mạng testnet ở trên ví MetaMask thì chúng ta tiếp tục ấn vào à, Pesky token để các bạn faucet cái đồng token testnet nhé. Và chúng ta sẽ nhận được các bạn này, 2.000 USDC này, 100 OZ token này và 0.2 tích Đấy. Tuy nhiên thì đây chỉ là token testnet thôi nha các bạn. Và các bạn không thể bán hoặc là quy đổi những cái đồng token này, các bạn nhấn faucet này. Và các bạn lưu ý nhá, mỗi một tuần thì chúng ta sẽ được request một lần và à, các bạn dùng hết thì các bạn phải chờ đến tuần sau thì các bạn mới có thể à, faucet được cái à, những cái đồng token này ở trên ví à, testnet của chúng ta và chúng ta kiểm tra ở trên testnet xem là chúng ta đã nhận được cái token hay chưa. ăn chưa đúng không? chúng ta sẽ phải chờ một ít phút thì các bạn mới có thể nhận được nhé. Sau khi mà các bạn đăng ký uh, faucet testnet cái đồng token của nó thì chúng ta sẽ phải chờ uh, một thời gian thì cái đồng token của nó cũng như là matic nó mới được trả về ở trên uh, trên ví của chúng ta nhé. Đấy, định là mình sẽ làm luôn cho các bạn nhưng mà Tuy nhiên thì uh, sẽ phải mất một thời gian thì các bạn mới có thể nhận được cái đồng token uh, testnet để các bạn có thể tham gia vào cái chương trình của nó thế nên là mình xin phép được uh, làm hai phần uh, làm thành hai phần trong hai cái video tức là cái phần này chúng ta sẽ đăng ký và faucet cái đồng uh, những cái đồng mà nó sẽ cho phép chúng ta để sử dụng testnet và cái phần thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm testnet cách để các bạn có thể uh, giao dịch này có thể test những cái chức năng của nó để có thể uh, 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 nhận cái phần thưởng đến từ chương trình testnet uh, Europe của cái dự án này nhá ok những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhá cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của tiền sư phụ còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại